Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thánh đế khổ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thánh đế khổ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thánh đế khổ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thánh đế tập diệt đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên bốn tịnh lự vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tám giải thoát vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên bốn niệm trụ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát không vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên 10 địa Bồ Tát thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên 10 địa Bồ Tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên 10 địa Bồ Tát vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Hết quyển thứ 286.